Đoàn kiểm tra số 3 của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu làm trưởng đoàn, đã kiểm tra khối cơ quan Bộ Tư lệnh dùng 2 đứng chân tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đoàn đã kiểm tra về nhận thức của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn. Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh dùng 2 và các ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn dùng đã chú trọng lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh, thao trường, bãi tập, dụng cụ, vật chất phục vụ huấn luyện được chú trọng đầu tư đúng mức. Các ủy chỉ huy các cấp đã có nhiều đổi mới trong thực hiện các văn bản của Bộ Quốc phòng. Công tác xây dựng nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong xây dựng cảnh quan, khuôn viên đơn vị xanh sạch đẹp. Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó cục trưởng cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng 2 đã đạt được, nhất là trong công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật đã có nhiều chuyển biến tích cực lễ tiết tác phong quân nhân, xưng hô chào hỏi theo điều lệnh đã được duy trì tốt, công tác huấn luyện điều lệnh đã đảm bảo tốt. Thiếu tướng Bùi Hồng Quang yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt các văn bản của Bộ Quốc phòng, nhất là thông tư số 16-2020 và chỉ thị số 103 của Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý bộ đội, tập trung bồi dưỡng những nội dung mới trong công tác huấn luyện điều lệnh.